triệu người, ô cũng được, người ta đi.
giờ 15 đoàn dừng chân tại cuối thành phố Hòa Bình. Quán rất rộng rãi, có rất nhiều món. Có cơm cháy Ninh Bình ở đây luôn. Đẹp tép đúng không? Đẹp xa ngon nhỉ? Thịt ấy đúng không? Thịt ấy có tàu dừa cà. Ồ, như thế này cơm này mới sướng này. Ngồi ăn đi anh, làm bát đi. Ngồi ăn rồi, có đủ ăn no lắm. Cô em 240. Cô em trong Sài Gòn ăn cái này có hợp lý không? Ăn vị Bắc được đúng không? Bạn này bạn đi suốt mà. Bạn này bạn đi suốt. Đây là 2:15 là. Dạ. Đây 2:15 đúng không? Có mặt tại Sơn La. Dạ vâng. Em vừa tốt nghiệp 6 rồi. Đây, thành phố Sơn La.